thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2022, công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn, thích ứng. Các cấp công đoàn quận Ngũ Hành Sơn đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên người lao động. Đã trở thành thông lệ vào mỗi dịp tháng công nhân, tháng 5 hàng năm, Liên đoàn Lao động quận trở thành cầu nối, huy động các doanh nghiệp, tổ chức cùng thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn. Năm 2022, Liên đoàn Lao động quận đã ký kết với 4 đơn vị hỗ trợ đoàn viên, giảm giá từ 15% trở lên khi sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng, làm đẹp, chăm sóc nha khoa và các khóa học tiếng Anh dành cho con đoàn viên. Dịp này, công đoàn quận cũng đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Thì khi tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, thì Liên đoàn Lao động quận cũng mong muốn tạo được nhiều sân chơi cho công nhân người lao động. Ngoài ra, thì Liên đoàn Lao động quận tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau bệnh tật, dịch bệnh, với chủ trương là chăm lo tốt nhất cho người lao động. Các hoạt động văn hóa thể thao cũng được tổ chức sôi nổi, phù hợp với từng khối, công đoàn cơ sở, hành chính sự nghiệp, các đơn vị trường học đã góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, lan tỏa những lợi ích tích cực, hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe, giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi, góp phần phòng tránh bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng công việc của đoàn viên người lao động. Hôm nay được tham dự giải bóng bàn cầu lông do Liên đoàn Lao động quận tổ chức thì em cảm thấy rất là vui vì đây là một sân chơi ý nghĩa và bổ ích, thì không những giúp mọi người có thể thể hiện được cái niềm đam mê thể thao mà còn giúp cán bộ công nhân viên chức người lao động gắn kết với nhau và đoàn kết với nhau hơn. Các hoạt động tháng công nhân năm 2022 thiết thực, hiệu quả đã góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ công nhân viên chức lao động quận Ngũ Hành Sơn nói riêng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước, đặc biệt là khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.